Xin chào và chúc một ngày tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Hôm nay tôi muốn nói về các sukari, cà ri Nhật Bản với gà chiên. Tôi sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, Việt Nam, nhưng tôi đã trở thành thuyền nhân tị nạn, đến Nhật Bản cùng gia đình, vào năm 1980. Gia đình tôi, và tôi chuyển đến Na Uy vào năm 1982. Tôi vẫn nhớ những công thức món ăn Nhật Bản yêu thích của mình. Vì vậy, Bây giờ tôi quyết định thu thập chúng ở một nơi, để những công thức này có thể giúp ích cho chính tôi, hay mọi người muốn đón nghe, và bây giờ bạn cũng có thể hưởng lợi từ các giải pháp của tôi nhé. Cà ri cắt su là một biến thể của món cà ri Nhật Bản, bên trên có một miếng thịt gà cốt lết. Tôi đã sử dụng một gói nước sốt cà ri Nhật Bản, thường được sử dụng trong các hộ gia đình Nhật Bản. Chicken Cutter, phiên bản tiếng Nhật của thịt gà nướng, mang hương vị cà ri nhật bản lên một tầm cao mới chúng ta sẽ không phóng đại khi nói rằng cơm cà ri nhật bản phát âm là karaisu là món ăn quốc gia khi người nhật nói tối nay ăn cà ri đó là món cà ri nhật được làm từ nước sốt cà ri món cà ri rút phổ biến nhất ở nhật bản được gọi là vermont curry đây là một trong nhiều sản phẩm rút cà ri được sản xuất bởi house food corporation khi bạn nói Cà ri Vermont, mọi người đều biết đó là cà ri House Vermont rút có chứa táo và mật ong để giảm bớt độ cay. Vì vậy, trẻ nhỏ có thể ăn cà ri. Rõ ràng cái tên Vermont đến từ bang Vermont của Hoa Kỳ, nơi được biết đến với bài thuốc dân gian, với giấm táo và mật ong. Vào thời điểm quảng cáo truyền hình đầu tiên, phương thuốc dân gian này đã nổi tiếng và được nhiều người yêu thích, nên House Food đã mượn tên Vermont cho ba gói curry rút Nhật bản khác nhau. Hiện nay có nhiều loại sản phẩm nước sốt cà ri, xem một số ví dụ trong hình trên và mỗi hộ gia đình đều có loại nước sốt cà ri yêu thích của mình. Rút làm cho cà ri nếm rất dễ dàng. Xào thịt và rau, thêm nước và nấu chín, sau đó nêm vào rút. Bạn có thể mua nước sốt cà ri Nhật bản tại các cửa hàng tạp hóa Nhật bản, hoặc châu Á, cũng như hầu hết các siêu thị có gì trong cà ri KATSU của tôi? Các su curry chỉ đơn giản là cơm, và cà ri, với gà cốt lết. Vì bản thân cốt lết là một món thịt, nên món cà ri không có thịt trong đó. Tôi nấu món cà ri với ba loại rau thường, được dùng để làm món cà ri Nhật Bản. House Mon Curry, nóng vừa, xem hình ảnh mẫu của gói trong bài đăng. Cơm Hành tây cắt khúc rộng 1cm Khoai tây, cắt khối vuông 1,5cm. Cà rốt, thái miếng dày 7mm. Cốt lết gà, gà nướng kiểu nhật, cắt thành giải rộng 2,5cm, một lần. Phu cung dung như gia vị, nếu có. Sự kết hợp của các loại rau cũng có thể được thay đổi. Một số nhà hàng phục vụ cà ri cắt su, chỉ với nước sốt cà ri đơn giản, không có rau. Tôi không muốn thêm quá nhiều nguyên liệu vào món cà ri, vì cốt lết gà là chủ đạo của món ăn ngày nay. Cách làm cà ri KATSU Nếu bạn không sử dụng cốt lết gà làm sẵn, hãy nấu cà ri trước và chiên gà cốt lết trong khi nấu cà ri. Cho dầu vào nồi, xào hành tây cho đến khi các cạnh hành bắt đầu chuyển sang màu nâu. Cho khoai tây và cà rốt miếng vào nồi, khuấy đều. Thêm nước và đun sôi. Loại bỏ cặn bã khi nó nổi lên. Thêm nước sốt cà ri và đun sôi chiên gà cốt lết rồi cắt thành lát mỏng. Cho cơm vào một bên đĩa, đặt các miếng thịt bên cạnh cơm. Đổ cà ri lên trên, cạnh cốt lết và cạnh cơm. Cho một ít phu cung dung lên đĩa. Ghi chú. Do đó, tùy thuộc vào nhãn hiệu nước sốt cà ri, lượng nước cần thiết để tạo độ sánh chính xác của cà ri sẽ khác nhau. Bạn phải đọc hướng dẫn trên bao bì. ATSU cà ri, món làm sẵn tuyệt vời bạn có thể giữ cà ri nhật trong 2, 3 ngày trong tủ lạnh, và một tháng trong tủ đông. Tuy nhiên, nếu bạn làm đông cà ri, tôi thực sự khuyên bạn nên tránh thêm khoai tây vào món cà ri. Khoai tây rã đông trở nên sốt, và kết cấu không đẹp. Khi bạn hâm nóng cà ri ướp lạnh, bạn có thể thêm một ít nước vào cà ri, vì rút đặc lại khi nguội. Nó vẫn ngon. Có hai cách để hâm nóng cà ri đông lạnh. Nó được hâm nóng trong lò vi sóng, hoặc hâm nóng trong bồn nước nóng. Khi hâm nóng cà ri trong lò vi sóng, thỉnh thoảng khuấy. Phần bên ngoài của cà ri được làm nóng, và thậm chí bắt đầu nổi bong bóng, nhưng phần trung tâm thường vẫn đông cứng. Bạn phải trộn lẫn nóng, và lạnh để đẩy nhanh quá trình rã đông, và sưởi ấm. Trong phương pháp hâm trong nước nóng, bạn không phải lo lắng về việc thỉnh thoảng pha nước. Cho khối cà ri đông lạnh vào túi có khóa kéo, và đặt vào lưới lọc, có thể vừa với xoan nước sôi bộ lọc ngăn nhựa chạm vào thành nồi, vốn rất nóng. Cà ri Nhật Bản có hương vị và độ đặc khá khác biệt so với các món cà ri truyền thống khác. Nước sốt đặc hơn các món cà ri khác trên thế giới. Nó giống như độ đặc của sốt bechamel. Tôi thực sự khuyên bạn nên phục vụ món salad với cà ri để hợp với hương vị đậm đà của cà ri. Món salad tươi hoặc hấp với nước sốt rau trộn sẽ rất phù hợp. Hoàn toàn chắc chắn rằng bạn sẽ nấu được món ăn này. Tôi chúc bạn may mắn và một nửa ăn ngon miệng. Nếu bạn cho rằng kênh podcast này có ý nghĩa, thì bạn có thể nhấp vào nút đăng ký, trong khi bạn có thể chọn nhận thông báo khi có video mới, hoặc không cần nhận thông báo video khi bạn đã đăng ký. Cảm ơn đến những bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh Codonai Podcast này. Hẹn bạn đón nghe những video kế tiếp. Với lời chúc tốt đẹp nhất podcast của MC Donnie N. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2023.